Cây cầu này mà xây xong là cầu hình chữ V. Đây. Đây chứ. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái lễ xây cầu Mỹ Nhân Yosemite. Mơ mát xì mi. Em đang nuôi đây, mất thời gian quá nuôi này. Thương chú Vũ vô. Vô vô đi mình đi chụp hình cho. Really vô vô mình đi chụp hình. Chị vô chị em. Khởi công xây dựng cầu nông thôn số 43. Anh em cũng bảo rồi. Cái cầu này là cái cầu của anh Phương vô gì? Để anh Phương giúp nhiều cát chút xíu. Anh Phương xuất về đất lên, chắc con bít bây giờ dài hết. Một, hai, một. Ai đẹp lên, đẹp lên, đẹp lên. Một quá. Mẹ lên. Cười lên. Được rồi, cười quá. Quá bụi, quá bụi. Đi đi cả luôn.